quay đoạn này nè. Hello, xin chào các bạn, và đây là hành trình đến Quy Nhơn của đoàn Caravan Sushi của cà phê Trung Nguyên. Đây em có Ferrari 458 Italy, Bugatti Veyron, phiên bản đã độ đèn của Super Sport. Aston Martin Van Swiss các bạn. Aston Martin Van Swiss nha. Đây là Ferrari California T. Hôm nay ở bên này thì đứng cạnh chiếc Cali là chiếc Mucherogo SV LB 670. Ông mẹ cũng lại tôi theo nha. Aventador DMC. Thì đây chiếc Aventador bản độ DMC, nhưng mà DMC này chỉ độ ngồi thấp không xem vào bà con nên là vẫn giữ nguyên bản 700 mã lực. Và em nhớ như có phiên bản độ 900 mã lực nữa mà. Đây là đâu có độ đâu xe động cơ đâu có đi xe này. Đi đâu DMC nguyên khối nguyên bon hay đó. Nhưng mà gắn kích này không có xiên vô nội thất. Chỉ không có xiên vô mấy động cơ gì á. Đồ nội thất không à. À thì động cơ cái đó để ống thôi. Động cơ chứa độ là 900 mã lực rồi. Gì ở trên kia nó dung. Chúng ta chụp. Ai chụp nè. À đi. Còn qua bên á. Quay lại cái ơi. Đây là Ferrari Ferrari 48 quá đã. 488 nè. Được coi ai được coi chữ anh có thích chơi thích mua xe là giống như cái gì. Đó là đam mê xe. Cái leo xe nào rồi mua được cái kia. Thôi, tao quay riêng mà đi lại 1 kia 24. Ừ vậy có chứ lần chắc em thư đưa vô mặt mình ra. Đang luôn không? Dạ chưa. Có Uber chạy đang như vậy, Grab Uber như vậy. Em cũng biết. Quay mặt em đi. Đây là thành viên Thượng Nguyễn trong team Car Passion của mình nha. Còn đây là... Đây, anh ta... Sạm xe. Sạm xe ơi. Sạm xe cho dùm tên ơi. Hôm nay ban đồ DMC quá tuyệt vời, quá đẹp. Đây là dàn Range Rover Passat. Mình coi, ở trong này thì thiếu hai chiếc Range Rover Phantom thì họ đi đón khách rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 chiếc và 2 chiếc lại đi, 18 chiếc nha các cậu. Còn một chiếc phiên bản Sport đi, một phiên bản Vox nữa. Quá đẹp cho một cuộc tình các bạn ơi. Nói chung là mình thấy con này mâm đẹp này các bạn. Đổ theo bà demo luôn này. Hả? Đây là xe này đã được bộ đồ heo của Brembo. Đây, camera mình tối quá xin lỗi các bạn, nhiều đấy Brembo các bạn. Đã. Quay em tí à. Đây. Đó ông đi ngựa. Hôm nay là anh đã đi tới Nguyên Nhơn và chuẩn bị 11 giờ chúng đang sẽ xuất phát. Hội An Đà Nẵng. Đây là chú lấy đây là chú cầm cương chiếc Land Rover tâm với Vũ phòng 710 hả đủ tập tới rồi đây cho các bạn được coi là nội thất bên trong trong điều kiện bốn là hãy dài với chị chiếc mười số mười mấy đây các bạn ơi đây chiếc này đã lắp ống thở toàn bộ Land Rover đã lắp ống thở rồi các bạn. Coi dàn Bugatti nó đi với em. Bugatti nó lùng lùng. Các bạn không anh em.